xuống thằng con đấy ngu xuân chính đừng có điện mà coi gì chính về nhà hay gì chính điện la lỡ nói quẹ về đây rồi mày đừng có kiếm nữa mẹ nói gì nè nó không có kiếm nữa xem như giờ tao không có đứa con gì nó đi trời ơi mẹ nói gì đó hả dạ ví dụ như bây giờ cháu nó đã về tới nhà rồi nếu mà thật sự theo cái câu nói đó mà cháu không về được tới nhà cũng không đi kiếm luôn rồi con có buồn mẹ nói khi nói với con câu nói đó không mẹ nói con không có này quan tâm nữa ai chân giò cẳng quá trời mà bé này nó bị bạo hành nhiều năm rồi giúp theo cũ mới đều có mà yeah. Hiện tại bây giờ nè cái sức khỏe của con có đi khám hay là tình trạng con thấy trong người nó có gì đó nó không được khỏe không? Dạ không có cái lỗ tai này là con không có nghe đây là bị bính đám điếc lỗ tai bên luôn có gì rồi không rồi nghe. Bị một bên không còn nghe được tí xíu bên này anh có đưa bé đi khám chắc chưa hả? Chưa em dạ. Khám tay nó đi anh ơi nó bị chấn thương bên tay nó không nghe đó mình chở bé ở trung tâm tai mũi họng để khám cho bé em mang cơm là có tiền mới được gì em không có tiền dạ yeah. Mới mình đi trị nó sẽ tốt hơn anh để lâu quá mình trị rất là khó ảnh hưởng tới cái mang tay rồi tại vì em mang nhiều anh hiểu không có tiền dạ rồi trong thời gian mà con bị cha dượng tác động đến cho con đó thì cái thời gian đó lúc mà nay là mấy năm về trước nha chú ví dụ nha rồi chị cũng bị song song với con luôn dạ. Y như vậy luôn dạ. Chỉ có một năm nay là chị đi bán gái với mẹ là chị mới ít lợi hay là thoát luôn cái cảnh đó luôn ít lợi thôi à ít lợi thôi nha vẫn còn đánh lâu lâu tỉnh thoảng vẫn còn đánh chị dạ. Con là con trai thì cha dượng có thể là tác động cho con nhưng mà chị của con là chị gái chú nghĩ chị của con sẽ ở mức độ sẽ nguy hiểm hơn con ghẹo chọc nữa hả? Dạ. Ghẹo chọc là như thế nào? Dạ. Con nói cho rõ được không? Thường thường đó là mẹ lúc chị đang chưa đi bánh cá á, là ổng ngủ với em mà ổng mê ngủ lắm, ổng muốn thèm chăm sóc con của ổng. Ừ. Chị con qua giữ nhỏ. Thường thường á, ổng canh chị con qua rồi ổng còn ôm muốn ghẹo chọc chị con rồi nữa. Trời ơi. Tuổi con bé này nó 13 tuổi, 14 tuổi rồi. 12 bé kia 14 rồi. 14. Lớn rồi. Tuổi 14 mà không phải con ruột mình thì đâu có được ôm. Về nguyên tắc. Cha ruột không được ôm. Tuổi 10 tuổi đó là đâu có được đụng tay đụng chân vậy. Nói chung những cái hành động đó nó hơi phản cảm tí. Hành động đó là bất thường rồi đó. Rất là nhiều lần hay là con hay là chỉ một nhiều hai lần. Lần rồi. Con tận mắt con thấy hay là chị con kể? Chị con kể. Hai chị em có thể với nhau. Ừ. Nhưng mà chị bây giờ cũng muốn về dữ lắm nhưng mà tại vì sợ không có tiền rồi bây giờ em trai này nói là đi ra ngoài xin nhưng mà bé đó cũng gọi là một chút lòng tự ái nữa không lẽ bây giờ mình xin người ta chưa chắc người ta tin người ta cho nữa. Thế thì làm mà bỏ heo dành dụm tiền mới về. Mà theo chú nghĩ đó nếu mà con liều là con đi về đại chứ theo chú nghĩ là nếu mà con không liều đó con sẽ chịu áp lực nữa. Mà một đứa bé như thế này nè, mấy anh cứ nghĩ đi, nếu như cái sự đau đớn nó không lên tới cực độ thì không bao giờ nó đi cái kiểu tay không như vậy mà không biết đường về nhà nữa, nó đau đớn tới cực độ rồi đó, nó phải làm liều thôi. Đúng rồi. Lúc đó là con á, ba mẹ con làm bên Campuchia. Bển quýnh á, ngày nào á, đâu còn sống ở ngoài là con không ngủ trưa, còn nhỏ là con mê chơi. Con qua bển con không có ngủ cái ổng quýnh con. Ổng quýnh con ngày nào không mua trưa cái là ổng quýnh con ngày nào cũng quýnh luôn. Hai chị em mua chịu hết nổi rồi dắt đi luôn. Xong cái con trời nhớ là khu này không phải là khu của mình. Nhà của mình không phải. Nó nói là chịu đi chị bự mai mốt về đi rồi tính. Rồi con mới chỉ mới quay ngược chứ về. Có nghĩa là lâu chưa con? Có nghĩa là hai chị em lâu rồi. Hai chị em nắm tay là bỏ đi. Nhưng mà ở bên vùng đất của Campuchia cho nên là không phải là quê hương của mình. Dùng nó giáp biên giới à. Đó rồi mình không biết mình đi đâu cho nên phải quay trở về ngay chỗ đó để cam chịu tiếp. Dạ. Cái sự việc đó là xảy ra cách nay mấy năm rồi anh trai?
2 năm là cái ý định mà trốn về đây là 2 năm trước rồi, nhưng mà cái vùng đó là vùng biên giới không thể nào mà về, rất là khó khăn. Nên cái lần này giống như là con trai này là đã đánh liều một phen rồi đó, đã về đã đây một điều rất là mừng luôn đó. Có nghĩa là dùng dây điện để tác động vào con, rồi có sử dụng cái gì bằng điện nữa hay không? Dạ, thường thường chích điện luôn nữa. Trời ơi, ông làm mất cái nón đi chích vỗ ông cũng chích điện luôn nữa. Trời ơi. Chích bị điện sống á hay gì con? Dạ không, điện xịt không? Điện già, dạ, điện bình á. Điện bình là điện sống luôn rồi. Gì đúng không? Điện bình là điện sống luôn rồi. Điện bình thì nó cũng thì đó, cái nó xịt cũng lên 200 mấy rồi. Thì là điện sống rồi, cái đó điện sống. Mạnh nhưng ngang điện sống rồi. Cái này là cái gì chứ không phải là cái con người. Nếu sự thật mà anh này mà anh dùng tới điện chích thằng này thì không còn là tính người nữa rồi. Cốt gì đầu thai rồi đó. Cũng khiếp vậy. Thì đập đá. Đó. Trời ơi. Thì khi mà anh Út nghe ngày hôm qua mà khi phát hiện con mình về đó là anh không hay luôn. Dạ em đi làm giấy về mới dạy về bà về vợ cho anh. Mới gặp nó vô cục mới chở nó xuống với anh ba với anh hai với mặt chơi. Chứ em cũng không biết nữa. Nguyên một mấy năm nay á là đâu có thèm cho con ra đường chơi đâu. Thường thường bạn của ổng xuống nhà ổng kêu là bạn của ổng kêu sao ổng cho mấy đứa này ra đường đi, mấy đứa này đâu có bạn gì đâu mà đi ra đường chơi làm gì, cho nó ở trong nhà đi. Chút ngày là chỉ nhốt trong nhà, nhốt còn ở phía sau nhà, sợ sợ ra đường nhiều khi người ta biết, sợ ra đường người ta biết nó thẹo dít nè. Dạ. Nhốt là mục đích để Nhưng mà con nghĩ là khi con về đây mà gia đình bên mình đó là nhờ mấy chú đến để đưa cái tin này lên, con có nghĩ là chị của mình sẽ gặp nguy hiểm không? Dạ không, có mấy chú không đỡ rồi. Thì con cũng yên tâm đi, tại vì bên ba con cũng đã báo với địa phương công an ở đây, thì địa phương ở đây sẽ trình báo địa phương ở trên đó. Đúng rồi, thì cái người cha đó ít nhiều gì cũng sẽ một phần nào đó cũng sẽ dướng vào pháp luật đó, hơi dướng vào pháp lý chút xíu đó. Nói chung con cũng đừng có lo về chị mình quá, và cái chuyện mà rước chị về thì gia đình mình sớm muộn gì cũng sẽ bàn tìm cách để mà đưa cho chị về được an toàn. Dạ. Và sau này con có muốn sống với mẹ nữa không? Dạ không, con về sống với ngoại, ngoại già kiếm việc làm nuôi ngoại. Nhà ngoại bé giờ còn ai nè? Có mình bả với con nhỏ cha nhỏ con thứ 10. Dạ. Lúc trước thì bả cũng bệnh quê là con bự, lúc trước ở đây quê lại bả cũng bự đi nuôi bả rồi cũng có. Dạ. Mẹ là chị của Cảm nhận anh sao anh Út khi mà những lời của con trai mình bày tỏ nãy giờ anh Út? Chắc em biết nó về bển. Nước về ở chung với vợ hiện tại của mình đó ha. Dạ. Chịu. Em ở đây với ngoại, ngoại già để em về em kiếm một chị làm, với chị có gì chị làm có tiền, chị với em đi em làm chứ cho em có tiền. Thì con gái nó đủ lớn rồi thì nó sẽ đủ quyết định nó ở đâu. Bây giờ vợ anh mà nuôi con anh không tròn trách nhiệm để bị bạo hành như vậy thì anh có quyền đòi lại. Đó là nguyên tắc. Giờ con lớn là giờ nó có quyền tự do nó chọn mà. Đúng rồi, con lớn nó có quyền tự do mà. Đó, cho nên là anh cứ mạnh dạn muốn rước con về thì anh cứ đi thẳng bảnh nói trực tiếp thôi. Nó nói gì giờ nó sợ sống với cha kể cho mẹ kể đó. Quá sợ luôn rồi. Sống hả? Với ngoại nó nói gì vậy? Rồi trước sống đây thì cũng thường xuyên xuống nhà em chơi này kia. Sống với mẹ, sống với mẹ kế thì đỡ nghe con. Chứ sống với cha dượng là khó sống lắm. Sống với ông Nguyên là ông chửi xong cái nhà anh đi vô đi vào ông cũng nói cái mặt con khó ương, ông quýnh luôn. Sao đối xử với một cái đứa trẻ như vậy? Mà quýnh con là bằng dùng một cái lực của người lớn là quýnh luôn, hay là quýnh có khi nào mà quýnh nhẹ không con, hay là sao? Dạ không, không khi nào quýnh nhẹ, dùng hết nóc luôn rồi. Thì mấy anh em thấy cái thẹo đi sâu vô thịt vậy thì không phải nhẹ rồi, lành lại mà còn thẹo lư hết. Cho dù dạy con rồi đánh bằng cách nào đó gọi giọt chứ đâu phải dùng dây điện mà dùng chuyện chích vậy thì đâu phải là dạy. Bản thân ba mẹ ruột cũng không có quyền đánh như vậy nữa. Ba mẹ ruột mà lỡ mà can thiệp như vậy là cũng sẽ bị trừng trị một cách thích đáng. Tại vì cháu tính đây là mới có 12 tuổi thôi, là tuổi tuổi vị thành niên, là tuổi còn bảo vệ bên của trẻ em rồi đó. Tính thì con cũng yên tâm đi, thì gia đình cũng báo với địa phương thì bên họ bảo trợ trẻ em
Thì và không chỉ gì ở địa phương mà tất cả những bà con mà sau khi xem những cái video này mình chia sẻ lên á, thì chắc chắn sẽ rất có nhiều người ta sẽ lên tiếng bảo vệ cho con. Dạ. Rồi con cũng đừng có lo về cái người chị của mình. Dạ. Anh Út có thể là nhìn thẳng vào màn hình của mấy tụi em là anh Út có gửi những cái lời nào đến vợ anh không? Dạ, không biết nói sao. Thì theo cái lời kể con trai nãy giờ và còn một đứa con gái đang ở trển, thì anh có lời nào anh gửi vợ anh không? Biết đâu vợ anh xem được cái video này. À, kiểu ấy thì kêu nó nuôi không được thì vợ ở về đây. Dạ. Không được thì thả về đi ha, chứ đừng có để cho anh tội nghiệp bé nữa. Dạ. Đó là cái mong muốn của anh đúng không? Khi cháu của anh bây giờ là đang tuổi ăn tuổi lớn, con anh đó, bé Huy đó mới 14 tuổi đó, tuổi ăn tuổi lớn. Và cái tuổi đó là ở dưới cha dượng là rất là nguy hiểm. Thì nghe lời của cháu Tính kể nãy giờ thì chị lớn thì nãy giờ từ bấy lâu nay cũng bị cha dượng cũng có những cái hành động giống như là sàm sỡ hoặc là này kia đó. Không. Về đây là thoát được cái nạn rồi đó con. Không mà nghĩ ngắm đầu con tán mà con nghĩ với một đứa bé 12 tuổi mà nó liều đi từ Tây Ninh về Đồng Tháp. Nói chừng mà cứ giống như là nó đã vô cái thế cùng rồi đó. Không có đường nào bên bây giờ chỉ có một con đường sống duy nhất. Bây giờ cho dù về không tới nhà đi chăng nữa cũng phải thoát đúng rồi, nhà đó. Cũng phải về. Con mà không về có thể là con cam chịu suốt cuộc đời luôn. Dạ. Có nghĩa là lúc về là không, trong túi cũng không có tiền luôn đúng không? Dạ. Đi xin tiền mà mới có. Chị wow, chị có thể là chị vào bằng mình ha chị, rồi dạ. Chị có thể là chị có một vài tiếng nói để lấy lại công bằng cho cháu á chị. Dạ. Chị ngồi kế bé đi chị. Dạ. Thì chị có bức xúc cái gì mà khi em nó về như vậy, rồi chị có lời nào nhắn nhủ tới vợ của anh Út hay là cái người cha dượng đó là như thế nào? Để nói chị đây là mối quan hệ sao với bé để cho bà cộng đồng ta dễ hiểu hết. Em là chị họ của bé. Dạ rồi. Dạ dạ. Rồi chị cứ nói đi chị. Hồi hôm về em nghe em nó nói như vậy á, em bức xúc lắm. Sáng hơn không ngủ được luôn. Em nói nếu như thật sự em nói giờ chị nhờ cộng đồng mạng lấy lại công bằng cho cưng nghe. Nó nói chị ơi, chị làm gì là chị bự ở trển bị đánh với chị. Nó nói với em câu nói đó đó. Cái em nói yên tâm đi, nếu như mấy chú giúp là mấy chú sẽ giúp đưa chị cưng về, giúp cưng rồi giúp luôn chị. Còn nếu như cưng không nói ra hết sự thật đó là mấy chú không giúp được để đưa chị về đâu. Tại vì mình không biết được tiềm ẩn phía trong là như thế nào. Dạ. Rồi sáng thì nó nói em á, nếu như vậy thì chị nói với mấy chú giúp chị em về giùm đi. Em còn hỏi á, cưng đi vậy mày gan em không có tiền mà mày về như vậy. Nó nói em gan em xin đại em về chị ơi, chứ em ở đó là em bị đánh em chết luôn á. Giờ em chỉ có mấy lời muốn nói thôi, đã là con người sao mà dượng không biết thương như vậy. Nếu như không thương được thì lúc trước á, em nó sống với ngoại nó cũng xuống tới lui bên nội nó chơi, thì cứ để em nó sống vậy. Lúc trước ở đây á, bà Út bà nghèo bà khổ nhưng bà cũng lo được cho hai đứa em nó đi học. Tự nhiên thấy mất về bắt em nó đi xong rồi về phải cho em nó không học nữa. Em cũng đi làm mới về gần đây em nó biết thôi. Dạ. Em nó không được tới trường mà nó còn bị bạo hành như vậy nữa. Đã là mẹ, lòng dạ của một người mẹ đâu tình thương của một người mẹ dành cho con đâu mà thiếu mất không chịu lấy lại công bằng cho em đó. Nếu như thật sự vậy thì thôi, thiếu đưa em bự về luôn đi, em Vi về đi cho chị em nó sống nương tựa với nhau. Nó nói nó gán kiếm tiền chị em nó ở với nhau như vậy là để lo cho ngoại sau này lớn lên bằng kiếm tiền nuôi ngoại. Nó nói với em vậy á. Dạ. Em nói thiếu mất ơi, nếu thiếu xem được cái video này á, thiếu còn lương tâm của một người mẹ á thì trả em Bi về đi, đừng có để em phải khổ nữa. Em chỉ có bấy nhiêu lời để nói thôi, em nhờ mọi người lấy lại công bằng cho em của em thôi. Dạ, đó là những cái lời nói rất là xúc động. Trời ơi, con bé trời. Quá tội. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi thì thông qua cái video này thì cũng hy vọng chị mà mẹ của cháu Tí hả? Rồi cháu Tính, cháu Tính, chị của cháu Tính nghe được cái video này. Dạ. Thì cũng anh ngồi xuống vô, anh ngồi xuống vô lại đi. Cho nó không khó chứ con mình mà để người ta đánh bài vậy thì cũng không nên. Thì hy vọng là chị xem xét lại rồi cũng như là tính toán cho cháu nó về đây luôn đi.
không, nếu mà tính ra vậy là một người mẹ đã bất lực rồi. Nếu mà về đây thì về trả cho hai bé về để sống với ngoại, lo ngoại thì cũng được, hoặc là về sống với ba. Với lại theo quan điểm cá nhân của em á, em có cảm giác như người mẹ không có trách nhiệm với bé. Khi mà cháu bị quýnh vậy mà cháu bác mẹ mà mẹ không quan tâm, mà không quan tâm đó, nói tại tại mày liền mới đánh đó. Cái kiểu như vô tâm luôn á. Vô tâm không có đánh. Sợ nó sợ không mạng đây rồi á, chỉ nó nguy hiểm. Em mới nói không sao đâu, gắng đi. Nếu mà con đi trình báo pháp luật rồi thì pháp luật sẽ can thiệp con. Con yên tâm đi. Con yên tâm đi. Rồi họ sẽ công an sẽ liên hệ bên đó để bảo vệ cho chị con, chứ con đừng lo. Chị nó bị ảnh hưởng lúc mà sáng giờ. Không sao đâu con. Nó lo cho chị con chảnh đâu, chứ con có lo cái gì hết. Vậy đây con kiếm, ba ngoại con nhờ giúp đưa chị con về đó. Về đây kiếm việc làm để nuôi cho bà ngoại ha. Dạ. Ngoại, ngoại con hôm nay lớn tuổi chưa? Dạ lớn rồi, 70 mấy tuổi. Trời ơi, thương ngoại dữ. Tao nói mà đi theo nhỏ đó rượu má là tới đây chết. Bức xúc mà. Dạ. Ông chủ ở đây rất là bức xúc luôn. Dạ. Bản thân đây ai ai mà xem cái video này chắc chắn sẽ rất là bức xúc. Không có ghi ai đâu, không có ghi gia đình mình mà tất cả cô chú trên cộng đồng nghe cái thấy video này thì ai cũng phải bức xúc. Cũng không thể trách đứa nhỏ được chú. Dạ. Dạ. Cái nhỏ nó đâu biết. Con nít thì nó bao giờ nó cũng mến mẹ hết chú. Dạ. Bởi vì cái con nhỏ kia là nó mê thằng kia rồi, thằng kia là hút chích nữa. Đừng nào mà ấy. Đường nào mà dòng nó có đâu phải con ruột nó đâu. Em mà nó tưởng biết bây giờ nó đi trúng cái gì mà bị đứt vậy vậy không ai về cái dấu đứt ruột thì nãy cũng có nó nói anh là chở bé đi khám cái lỗ tai á, bây giờ con nhức không con, nhức không nhức không, thì anh nói là cũng chưa có tiền thôi, thì em cũng có quỹ của Mạnh Thường Quân em chích ra số tiền của chị gái giấu tên anh Hawaii thì chú gửi cho con ha. Dạ. Với con đưa cho ba để chở con đi khám cái lỗ tai rất là nguy hiểm. Ngày mai có tiền đó, mai anh có công việc có đi làm không? Dạ. Rồi mai chở cháu đi khám ha. Dạ. Đi ra bên khoa tai mũi họng đó rồi để cho bác sĩ soi cái lỗ tai của em có bị gì không, để mình tìm cái hướng để điều trị sớm hơn. Em nó còn nhỏ đó, sau này nó bị ảnh hưởng mình cái lỗ tai. Mời đi khám liền đi anh, lỗ tai nó nguy hiểm lắm, để lòng không tốt đâu. Cảm ơn cô ở bên Hawaii đi con. Chúc bạn thành đạt con. Cái đó là cái trước mắt thì khám bé, còn cái thứ hai đó là bên gia đình mình cũng sẽ cố gắng đưa bé gái về. Rồi bên em nếu như mà chia sẻ này lên mà có thể hỗ trợ gì được á thì tụi em sẽ cố gắng để giúp cho gia đình đưa bé về đây được an toàn. Nếu mà cái tình trạng mà nếu mà đưa cháu gái về á là dưới này phải liên hệ với đúng rồi. Chị vợ của chị vợ của Đốc, cố gắng mẹ của bé. Mình thương lượng ở trển, nếu mà bệnh trẻ trển chịu trả người không? Dạ, đúng rồi, cái đó là bên gia đình mình. Không, bây giờ ăn thua là người lớn ở dưới này liên hệ với chị ở trển. Chắc được. Nếu mà chị ở trển chịu trả người về đây thì mấy tụi em sẽ hỗ trợ. Cố gắng tụi em sẽ hỗ trợ cho. Dạ. Và cố gắng sẽ hỗ trợ lên tới đó rước bé về. Dạ. Trước mắt thì phải mình dùng mối quan hệ gia đình chị. Khi bên ngoại điện cho bên kia tự trả về. Còn nếu như bên kia chị không chịu trả đó thì nhờ pháp lực can thiệp luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Nhờ pháp lực can thiệp là lấy cái trọng tâm của bé Tính này ra để đưa ra pháp lực để có thể rước chị về. Là quan trọng nhất là Tính này sẽ ra tới chính quyền hay công an gì đó và trình báo cho mấy chú ơi. Cứu chị con về. Đó. Rồi con phải ra công an con báo là cứu chị con về mấy chú ơi gì đó. Thì đầu tiên mấy chú ở đây để truyền tải cái thông điệp này lên trên mạng xã hội để ngành để nhằm cảnh báo để những bà mẹ mà sống với cha dượng như vậy để ngăn ngừa cái sự việc này. Như con là một cái trọng điểm để làm gương cho xã hội. Và thứ hai nữa là con phải trước tiên là con phải nhờ đến pháp luật. Con phải ra chính quyền địa phương công an là tình trạng con như vậy là con phải nhờ mấy chú công an là giải cứu chị con về luôn. Dạ. Đó thì quan trọng nhất là phải có anh Út đi cùng với bé. Dạ. Tại anh là cha ruột. Dạ. Anh bây giờ là giống như là người bảo hộ hợp pháp của bé rồi đó. Dạ. Dạ. Rồi tháng để đi rước bé đó. Chưa trong trình hồi sáng rồi. Cố gắng hỗ trợ. Đi làm giấy đó. Dạ. Nhà 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 bên ngoài chắc chắc cũng nghèo. Dạ nghèo. Dạ. Ừ, người.
cũng thường nghiệp lắm. Còn ông ngoại nó thì ở nhà ở trong cái túi rồi, không biết làm gì. Là chịu nghèo đi rồi mình có rau, rau có cháo, cháo vẫn hơn. Dạ. Vẫn hơn mà ăn sơn hào hải vị bị đánh kiểu này. Dạ. Dạ. Nó có việc gì làm, mấy chị kêu em làm, kiếm tiền, có tiền. Dạ. 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 Chị với lo cho mình. Còn hai đứa con đi bán cái số hay gì? Hai bán số hay gì? Để khi mấy chú mà truyền tải video này lên, nếu mà có ai thương cho tiền con bán cái số thì mấy chú sẽ cho tiền con bán số. Hai anh em nó bán cái số với đi học. Giờ cái mẹ nó về bắt đi luôn tới giờ mấy năm nay. Mà hồi đó tôi nói đi theo nông nhỏ đó là đụng mẹ hai bay chết. Thôi bây giờ về tới đây là mừng rồi ha con trai, đừng có buồn nghe, đừng lo nghĩ gì hết. Con chị của con sẽ không có sao đâu ha, mấy chú sẽ cố gắng hết sức. Dạ. Đây là mấy chú sẽ cố gắng hết sức bằng những cái hình thức là sẽ hỗ trợ chị con về. Còn cái quan trọng là luật pháp sẽ nằm đầu tiên con. Ừ. Luật pháp là quan trọng nhất trước tiên. Rồi con phải nhờ tới luật pháp đi. Thì 1 triệu đó là của chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Hawaii. Dạ. À, có nghĩa là gửi cho con đó để cho cha con dẫn đi khám bệnh. Dạ, cô cảm ơn cô nhiều. Ừ. Thôi mình kết thúc đi ha. Thì mong rằng qua cái video này, nếu mà chị gái ba của mẹ ruột của cháu Tính nè có xem được cái video này á, thì mong rằng chị sẽ liên hệ sớm ở bên gia đình để cho hai bên có một cái sự thương lượng. Còn lại một bé gái 14 tuổi đang sống với chị. Thì bé trai kể ra từ nãy giờ chắc có lẽ là chị xem được cái video này chị cũng sẽ hết hồn, tại vì bé đã giấu chị hết phân nửa, hơn phân nửa cái cuộc bạo hành này suốt bao nhiêu năm nay rồi. Là chỉ là con bị đánh 10 lần mà mẹ con chỉ biết được bao nhiêu lần. Con bị đánh 10 lần thì cũng chưa chắc gì biết được 10 nữa, chỉ có biết được giấu 3 hết luôn. Không tin, với lại không tin. Mày lì thì mày chịu. Đó, cái câu nói từ miệng mẹ. Một cái theo quan điểm cá nhân của mình là mẹ này rất là vô tâm luôn nha. Và mong rằng chị gái con thận trọng hơn, tại vì bé Vi bây giờ đang tuổi lớn và cái tuổi cũng như là dễ bị sa ngã, cho nên là cháu Tính kể nãy giờ cha Dượng cũng có một những hành động sàm sỡ đến cháu gái đó, thì mong chị hãy cẩn thận hơn. Và nếu mà chị cảm thấy mà mình một người mẹ bất lực thì trả về đây đó, cho hai chị em có thể là đương tựa với nhau sống với ngoại hoặc là về sống với ba. Rồi thì qua cái video này thì mong cô chú các bạn cộng đồng chia sẻ mạnh vô, cũng như là có phương hướng nào giúp đỡ cho hai cháu. Thì gia đình rất là cảm ơn nhiều. Thôi vậy là kết thúc rồi.